Vào ngày 23 tháng 11, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp dệt may hai nước nhằm phát triển hơn nữa ngành thế mạnh của Ấn Độ và Việt Nam. Hội nghị kết nối doanh nghiệp dệt may có sự tham gia của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu dệt vải bông Test Brazil của Ấn Độ, Hiệp hội dệt may Việt Nam Vitas, Hiệp hội dệt may Thuê Đan Thành phố Hồ Chí Minh Artec, Hiệp hội vải bông Việt Nam Vicosa và các doanh nghiệp của hai nước. Các doanh nghiệp đã có cơ hội hiểu rõ về sự năng động của tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam và hình thành các mối liên kết để thiết lập các mạng lưới chuỗi giá trị. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, thì kim ngạch nhập khẩu bông, sợi, không dệt, vải dệt và phụ liệu trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 15,5 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 23,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong xuất nhập khẩu, hàng hóa từ Ấn Độ vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Đây được cho là tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp của hai nước.